Ở đâu có trí tuệ, ở đó có tự do. Ở đâu có đạo đức, ở đó có tự do. Tu tội tự do hay là hạnh phúc á, thì nó có hai dạng. Nghĩa là mình bên ngoài hay là bên trong. Nghĩa là ví dụ tù tội đi, mình bị nhốt cơ thể ở bên trong, nhưng mà cái ở trong tù á, nhưng mà cái tâm hồn và cái tâm bên trong mình á, có thể nó không có bị nhốt thì nó không có gọi là tù. Thì tụi em tạm phân biệt ba cái này là cái bên ngoài và cái bên trong. Tuy nhiên mà cái phân tích thì nó đều giống nhau cả. Ví dụ như là tù tội đi, một con người mà làm việc tù tội, nghĩa là mình bị lậm vô cái ba độc tố thì mình sẽ bị cảnh sát bắt vô tù. Tuy nhiên nếu cái người này mà cải tà quy chánh á, mà đi theo cái hướng của ba gốc rễ, thì một ngày nào đó có thể pháp luật sẽ khoan hồng và họ sẽ được tự do. Nếu như kiếp này bị tử hình chung thân đi nữa mà vẫn giữ cái tâm thế đi theo ba gốc rễ, thì theo cái nhân quả thì kiếp sau họ sẽ được tự do. Hoặc là nếu như họ đi theo cái tâm họ hướng về ba gốc rễ, thì dù cho ngay giây phút đó họ vẫn bị ở trong tù, hoặc là họ vẫn bị tử hình đi nữa, thì họ vẫn có sự tự do trong khi vẫn ở trong tù, hoặc là trong khi mạng sống không còn nữa. Thì cái tự do và cái hạnh phúc nó đi cùng một cái như vậy luôn. Nghĩa là nếu như một người, ví dụ như là hạnh phúc đi, một người tự do đi, đang ở ngoài không có bị pháp luật ràng buộc gì hết, tuy nhiên họ không có đi theo đúng cái định, cái ba gốc rễ kia kìa, thì cuộc sống của họ có thể nó là vô nghĩa. Thì họ cảm thấy như là họ đang bị ngục tù vậy. Thì tuy thân xác không bị ràng buộc, nhưng tâm trí mình lại bị ràng buộc, thì mình không có tự do nữa. Mà thôi, thì chung quy lại, ở ba cái yếu tố này, từ trong hay ra ngoài, thì nếu như mình hướng cái tâm mình vào đâu thì mình sẽ có được cái kết quả đó. Nó là nhân quả và nó luân chuyển theo cái định luật đó. Thì đó là cái nhận diện và phân tích của nhóm em ạ. Rồi, cảm ơn em. Vậy là tù tội là nó nằm ở bên tam giác nào? Dạ, tù tội là nó bị rơi vô trong cái ba độc tố ạ. Nằm bên tam giác màu đỏ. Tự do nằm bên tam giác nào? Và tự do thì nó lại nằm ở bên tam giác màu xanh ạ. Nhưng mà nếu mà về phần thể xác thì nó cũng có thể nằm ở bên này luôn. Nghĩa là nói về bên ngoài bên trong thì nó có thể rơi vào cả hai tam giác. Ok, rồi, cảm ơn em. Về mặt khái quát là bạn này phân tích đúng rồi đấy. Còn nếu có điều kiện thì các bạn nên chi tiết hóa nó ra. Ví dụ như là các bạn sống với cả tâm tham, rồi một ngày nào đó đi trộm cắp, tâm tham cực đỉnh sẽ dẫn đến đi trộm cắp, cướp của, giết người. Thì lúc này các bạn bị tù tội về mặt thân xác. Nhưng bản chất tâm tham đã bị tù tội chưa? Dính mắc tức là tù tội chưa? Tù tội trong tâm trí. Nó làm cho tâm trí của mình mắc kẹt, tức là mình bị tù tội trong tâm trí rồi còn gì nữa. Tương tự như vậy, tâm sân có làm cho chúng ta bị tù tội trong tâm trí không? Mình giận người nào đó mà mình không buông được cái đó ra, là tâm trí của mình có bị chính cái tâm sân nó làm kẹt không? Tâm sợ có thế không? Mình cứ lo lắng bất an mà cứ được cái điều đó lặp đi lặp lại, có phải làm cho ngay tâm của mình bị mắc kẹt vào cái nỗi sợ không? Nên về mặt vật lý thì thân thì bị tù tội, là khi cái tâm này nó vận hành mạnh gây ra tội ác thì thằng này mới bị đi tù. Nhưng về mặt bản chất, chỉ cần cái tâm của chúng ta còn dính tham sân si thì lập tức tâm chúng ta còn mắc kẹt. Thì đây là một cái dạng tù tội tâm trí. Còn khi chúng ta dịch chuyển được sang giới định và tuệ thì lập tức những cái tù tội này nó thoát ra. Ví dụ một cái người có tâm si và một người có trí tuệ thì ai được tự do trong tư tưởng hơn? Người có trí tuệ tự do trong tư tưởng hơn. Một người có đạo đức và một người có tâm tham thì ai được tự do hơn? Kể cả trong đi lại luôn, giữa một người có đạo đức và một người có tâm tham thì đi chơi ai muốn đến nhà và ai muốn đuổi về? Có hai thằng bạn đến chơi, một thằng hở ra thì biết nó tham nên nó hay ăn cắp, còn một thằng nó đến chơi nó chỉ có giúp mình thôi. Các bạn muốn mời ai đến? Mời thằng đạo đức đến. Ở bên Nhật Bản là cái passport của người Nhật đi được 198 quốc gia không xin visa.
Singapore được đi 158 quốc gia, Việt Nam được đi 7 quốc gia. Việt Nam suýt nữa thì được đi Đài Loan. Sau rồi bị cái vụ trốn ở lại, nó cắt luôn không cho đi Đài Loan. Tức là do người Việt Nam thiếu đạo đức. Thiếu đạo đức nên tự do nó mất theo. Ở đâu có trí tuệ, ở đó có tự do. Ở đâu có đạo đức, ở đó có tự do. Rồi tương tự như vậy cột nghị lực. Hai người cùng đi chơi dã ngoại với nhau, nguyên một đoàn đi với nhau, đánh một chiếc xe hơi xuống đến chân núi, cắm cái lều xong cả nhóm cùng nhau kéo lên đỉnh núi để ngắm. Đi khoảng 2 tiếng mới lên đỉnh núi. Thằng nào đi nửa đường bỏ cuộc, thôi tao về tao ngủ trên xe hơi cho nó sướng. Còn mấy đứa còn lại thì leo đến đỉnh núi ngắm trăng ở giữa đỉnh núi được. Tức là người có nghị lực, họ muốn đi đâu thì họ mới đi được. Người không có nghị lực đi nửa chừng là bỏ cuộc. Nên tự do của người không có nghị lực cũng yếu hơn. Người có ý chí nghị lực, tự do nó cũng mở rộng ra. Nên tổng hợp ba yếu tố này lại là người nào càng nhiều giới định tuệ, người đó càng tự do. Người nào càng nhiều tham sân si, người đó càng tự tù tội chính mình. Tự tù tội chính mình. Và đỉnh điểm của tham sân si là các bạn bị nhốt vào trong tù, thậm chí bị tử hình.